Chào các bạn, trở lại với kênh Săn Bắt USA các bạn. Hôm nay mình đã tàu mình đã phong hết 4-5 tháng mùa đông các bạn. Để giờ mùa chuẩn bị cho mùa xuân, mình một tay tháng 5 mình được đi câu cá loại rockfish các bạn. Thì hôm nay mình sẽ thay nhớt tàu. Sau khi nằm mùa đông hết 4-5 tháng các bạn, mình thay nhớt. Thay cái lượt nước nha các bạn. Cái này là cái lượt nước mà xăng nó đi qua, nó nước nó chảy vô nó nằm ở đây. Thì hôm nay mình thay nhớt với lại thay cái lượt đó để chuẩn bị cho một tháng năm mình ra khơi các bạn. Ra sông lớn câu nha các bạn. Đây, mình có Yamaha Forestroke 115 horsepower các bạn. Thì Forestroke này là mình không có xăng, nó không có pha dầu các bạn. Xăng này không pha dầu, là 4 thì ha. 2 thì á, nó đề 2 stroke thì mình phải pha dầu trong xăng. Còn Forestroke là 4 thì là mình không cần pha dầu các bạn. Đây là cục đề ha. Cái này là lượt dầu các bạn. Đây là cái cây thử dầu. Thì mình thay nhớt này thì mình phải rút dầu từ cái chỗ mà cây thử dầu nè các bạn. Mình rút dầu ra từ đây. Chỉ cái đường này là lẹ nhất các bạn. Đặt cái ống vô cái vô đây. Xong mình rút cái dầu đó, mình bơm ra ngược ra. Nha các bạn. Dầu đang thui các bạn ha. Bao mua dầu đang thui nha, mình đổi dầu các bạn. Mình rút cái ống cái cây thử dầu ra nè. Mình bỏ vô ngay chỗ cái ống nè. Rồi mình đút vô ngay chỗ này các bạn, rồi mình bơm. Buổi sáng mùa xuân rất đẹp các bạn. Buổi sáng mùa xuân gần cuối tháng 4, hai mươi mấy đây tháng 4. Hoa nở rồi, cây marble này các bạn. Cây ba marble Nhật nó một đỏ các bạn, đẹp ha. Rồi hoa này hoa tulip nha các bạn. Mùa xuân hoa nè. Cây marble cũng marble mà lá nhuyễn các bạn. Mùa này cái phấn bông nó làm cho mình dưỡng dữ lắm các bạn. Mình ở đây mình có mua cái thùng dầu ở trên Amazon này các bạn. Cái máy mình 50 mấy đồng. Dầu với lại cái oi filter, cái lượt lượt nhớt các bạn. Cái lượt nhớt ha, lượt nhớt để mình thay đó, và 4 bình dầu. Yamaha Loop Engine Oil C10W30. Giờ mình dùng kìm mình gỡ cái lượt nhớt ra các bạn. Được nhất ha.
gắn lượt nhớt chưa? Gắn lượt nhớt gắn bằng tay các bạn. Siết bằng tay đừng có siết bằng máy. Mình siết cái mình bỏ. Siết bằng tay được rồi. Bây giờ mình đổ nhớt vô đây. Đổ nhớt vô đây các bạn. Đây, đổ nhớt vô đây. Rồi, giờ đổ 4 bình nè các bạn. Mình thử ra. Rồi đây ha. Đó là cách thay nhớt đào các bạn. Dễ các bạn. Đây là nắp dầu. Giờ mình thay cái lược xăng các bạn. Này là nước xăng nó chảy qua cái nước nó chảy xuống đây rồi. Lượt cái nước ra. Xăng cho mày, xăng cái nước cho mày. Đây là cái lượt xăng mới các bạn. Lượt xăng mới nha. Sẵn ở đây mình mở cái dầu mà loại cái kia bằng gear các bạn, gear oil ở đây để mình check coi cái gear cái này cái dầu của nó vẫn còn ngon lành không, thiếu thì châm thêm nha các bạn. Thấy khô ha, giờ mình bơm nó vô. Mình để lâu các bạn, mấy tháng trời lạnh á, nước ở trong xăng nó có đó. Thì giờ mình mua cái này mình đổ vô để cho cái xăng nó fuel stabilize các bạn, để cho nó dễ nổ máy các bạn. Mở nước cái đi xe. Để mở nước. Chào.
thì giờ coi như mình đậu một mùa đông winter ride các bạn, giờ mình phải thay nhớt nè, thay lượt xăng, mình kiểm tra cái dầu ở sau ha. Rồi giờ mình đổ cái giấy vô trong cái xăng các bạn. Giờ mình đổ máy đầu mùa đấy. Máy ngon lành các bạn. Các bạn kinh nghiệm sau này mà các bạn mua tàu á, các bạn mua máy Yamaha mà 4 stroke các bạn, là 4 thì các bạn, thì các bạn sẽ nó dễ bảo trì các bạn. Mình không cần đổ dầu vô nhớt, đổ dầu vô xăng. Mà 2 thì là mình phải đổ cái nhớt vô xăng các bạn, xăng pha nhớt á. Còn 4 thì mình không có cần đổ cái nhớt vô cái xăng nữa bạn. 4 thì mình chỉ cần đổ xăng là mình chạy thôi. Mình nó tiện các bạn. Cái đó là cái kinh nghiệm của mình xài 2-3 chiếc tàu mình biết. Mình mua tàu nha, các bạn nhớ là mua 4 thì nha. 4 stroke các bạn. Để dễ take care hơn 2 thì. Dễ bảo trì các bạn. Ok, rồi. Đây là cái bảo trì sau 4-5 tháng ngủ đông các bạn. Hiện giờ mình đã chuẩn bị coi như xong xuôi cho 1 tháng 5 này ở Maryland này, cho mở ra câu cá các bạn. À, các bạn nhớ đón xem clip câu cá các bạn. Rồi, chào các bạn. Bye.